Chú Huy ơi. Chà, lợn gà khỏe quá hen. Bác qua chơi, bác thay đồ ủng ở đó rồi vào nhé. Chào bác. Chú Huy cẩn thận vậy, nhà tôi không có ủng riêng vậy đâu. Chuyện là vậy, tôi hỏi xem chú dùng kháng sinh nào để về phòng bệnh cho đám lợn gà. Thời tiết sắp thay đổi rồi. Trời, lợn gà đang khỏe, bác cho chúng uống kháng sinh làm gì? Như nhà cháu nè, cháu chủ yếu là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ hàng ngày, cách ly người ra vào khu nuôi và đảm bảo thức ăn đầy đủ. Cháu gần như không mất tiền mua thuốc cho lợn gà đâu bác. Ờ ha, dọn chuồng, thay ủng và cách ly thì chỉ tốn ít công và thời gian thôi, mua thuốc cũng khối tiền. Cháu nghĩ bác nên gặp anh Nam, bác sĩ thú y để được tư vấn. Chứ bác tự đi mua kháng sinh rồi dùng sai bệnh, sai liều thì toi luôn, vừa tốn tiền mà lợn gà cũng chả khỏi bệnh. Bác hai ơi, tụi con đang khỏe thì không cần uống thuốc đâu. Tụi con chỉ cần được tiêm phòng đầy đủ, chuồng nuôi được dọn sạch hàng ngày, và tốt nhất hạn chế không cho người ngoài vào khu chăn nuôi. Đúng đó bác, chúng con khỏe, không cần kháng sinh. Tụi con cần ăn uống đủ chất và sạch sẽ thôi. Bác hai nhớ nè, để thuốc kháng sinh có hiệu lực lâu dài trong chăn nuôi, bác phải nhớ ba đúng: đúng bệnh, đúng liều và đúng chỉ dẫn của bác sĩ thú y. Cảm ơn chú Huy và các bạn nha. Hóa ra là dùng thuốc nhiều không tốt như tôi nghĩ ha. Sử dụng kháng sinh thận trọng, đảm bảo lợi ích lâu dài.